Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì trong một cái buổi video này, bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình mẫu sản phẩm máy khoan pin Hucan. Máy pin 5 cell chạy động cơ từ không chổi than, đầu kẹp mang danh nhựa tự siết đầu 10. Đối với cái sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu chi tiết đầy đủ tới các bác nhà mình nhá. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có hộp đựng máy rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn như này các bác này. Phía bên trong nhá, Hucan thì bao giờ các bác cũng sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty như này. Đó. Và phụ kiện đi kèm là các bác sẽ có một thân máy này và hai quả pin nhá. Pin của nó là pin 5 cell. Đây là cái chân pin này các bác này. Em sẽ lắp pin vào máy để em chạy thử cho các bác nhà mình được tham khảo về tốc độ vòng quay. Máy là chạy động cơ từ không chổi than, pin 5 cell, pin 21V. Các bác sẽ có hai quả pin nhá các bác, có hai quả pin. Một pin em lắp ở máy và một pin dự phòng bên ngoài như này. Và đi theo máy là sẽ có một chiếc sạc adapter như này này và phụ kiện đi kèm này. Đây các bác thấy trên màn hình đây nhá. Nó theo rất là nhiều phụ kiện này. Đó, đây. Phụ kiện là hơn 20 món chi tiết về đầu tô vít, đầu mũi khoan, đầu khẩu và lối dài zig zag để cho các bác bắn ốc ở chỗ sâu chỗ khó. Về tất cả các phụ kiện mà đi theo máy Hucan thì bao giờ nó cũng là cái hàng loại xịn nhá, hàng loại xịn. Đây là các bác xài cực kỳ là ok. Máy thì là chạy động cơ từ không chổi than và đèn nét soi sáng cực sáng nhá các bác. Các bác có đảo chiều đây ạ. Và có nút chỉnh nhanh chậm 1-2 trên lưng máy như này. Đó. Con này thì nó sẽ có 23 cấp độ chuột này. Máy 2 chức năng. Các bác dùng để bắn vít và khoan nhé. Có đèn báo pin ở đây ạ. Máy chạy động cơ từ không chổi than. Cho nên là máy chạy cực kỳ là khỏe và rất là tiết kiệm pin. Bác nào mà có nhu cầu mà cần một cái con máy để các bác có thể là bắn vít khỏe, ok. Để các bác cần một cái con máy ok để các bác có thể làm việc ở trên cao, tiện lợi. Thì đối với cái sản phẩm này thì các bác làm ở trên cao thì rất là hợp lý, bởi vì là nó rất là nhỏ gọn nhá. Nhỏ gọn nên là các bác làm không bị mỏi tay. Các bác làm việc ở trên cao thì với cái sản phẩm mà máy không than thì nó rất là tiết kiệm pin, nên các bác xài thì cực kỳ là ok. Đối với những bác làm mà làm thợ nhá, các bác cần một cái con máy bắn vít nhẹ nhàng, cần có cái độ nhẹ nhàng ok và bền bỉ thì các bác lên lựa chọn cái mẫu sản phẩm này. Một bộ sản phẩm máy Hucan pin 5 cell. Bên em hôm nay thì bên em về cái số lượng khá là nhiều nhá, nên là bên em sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Gọi là mở hàng ấy, mở hàng cho cái lô hàng mới, em sẽ tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên với cái giá là 850.000 đồng. Đấy, là em thông báo là như vậy, còn qua Tết thì là cái sản phẩm này nó giá của nó sẽ thay đổi nhá. Nên là hôm nay là mới về kho và cũng chuẩn bị là nghỉ Tết. Nên là bên em sẽ tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em. Giá là 820.000 đồng trên một bộ. Các bác có một thân máy, hai pin và một sạc, kèm theo phiếu bảo hành chính hãng của công ty và có nguyên bộ phụ kiện như em để trên màn hình. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác chưa cần phải đặt cọc, chưa cần phải chuyển khoản gì hết ạ. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.